Rồi, anh em bạn bè nhớ chia sẻ mình nhá. Giờ này là bạn xem này, hết tiền rồi bà con ơi. Có ai anh em bạn bè có ai giúp mình không? Mà cuối tháng mà không có tiền bóp cảnh sùng cái này là sao mà sống được các bạn? Giờ là không còn một đồng nữa. Đây, đây là giáp với lóc là xin được khép lại mà cuộc chơi với các bạn. Vì cuối tháng này hết tiền nên là không làm phiền thiên hạ được. Nói chung là chỉ là anh em là đừng ai gọi mình nha. Giờ áo này mặc áo rách không có hết tiền rồi, sao mà chán vậy biết. Chơi hết tiền thì ngồi khóc, nhớ mẹ quê ở nhà sao mà buồn vậy biết. Bạn ơi, hôm nay mình rất là buồn à, mình muốn khóc quá. Giờ mà bóp thế này mà không có mà thấy tiền rồi các bạn. Nghĩ lại đời sao mà chán vậy biết. Giờ mình muốn khóc. Tất chỉ là chán nản các bạn ạ. Thì giờ đây mình không biết nói gì nữa luôn các bạn. Khóc. Các bạn có ai ủng hộ cho mình một chút đi không nhỉ? Để mình không đi làm ở nhà rồi hết tiền. Giờ đây không có tiền để đi chơi. Thì người ta đi chơi ngoài đường, lưu ý mình không có tiền, mình ở nhà, mình ngồi đây, mình nghĩ lại cuộc đời ra mà chán vậy.